Xin chào mọi người cái video này sẽ nói về Bitcoin ngay bây giờ là 1 giờ 17 phút chiều à, ngày 28 tháng4 năm 2023 cái video này chỉ dành cho cái nhóm của mình để nhận tín hiệu để giao dịch Bitcoin có nghĩa là mua và bán mua và bán thì à, những cái thông tin mà mình chia sẻ cho bạn có những cái màn hình à, trong video nào mình cũng cũng nói về nó hết thì cho những bạn mới mới nhảy vô thì bạn nên uh, xin các bạn nhân viên gửi cho bạn những video cũ để bạn biết uh, cái uh, cái Bitcoin dominant là gì. Nha. Ngay bây giờ Bitcoin đang chiếm 48.65% trong nguyên cộng đồng tiền điện tử. Và cái kháng cự trực tiếp ngay bây giờ là đây. À, uh, vừa rồi, nghe 2 năm vừa rồi là nó bất cứ nó lên nó đụng là nó rớt xuống. Nghe, mà nó chỉ lên được một lần thôi nghe nó đụng là rớt xuống một lần rớt xuống rớt xuống rớt xuống rớt xuống rất okay. xuống được một lần là nó rớt luôn luôn ok và cái vành đen này là nó nằm ở 47.5 và 48.5 vừa rồi nó lên được tới gần 49 nghe yeah. nhưng đây là một nhìn vô đây thì đó là một cái tín hiệu cực, cực 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 kỳ gọi là bullish rất là gọi là tốt cho nguyên cộng đồng tiền tử À, nguyên cho bitcoin chứ, đúng không? đang nói về bitcoin. À, nếu mà bằng vẽ ra một cái hình hài thì đây nó cũng là đã tạo, ok, mà mình đã vẽ trước đây rất nhiều rồi, mình không nói tới. đã tạo một cái hình w, nghe và thường thường cái w á, thì thường tới đây thì nó bùng nhưng vừa rồi là nó lên tới đây xong cái nó quay đầu đi xuống rồi nó lên lại. và lần này là cái lần đầu tiên nó lên lại, ok? bạn có thể coi những cái vần, uh, lần trước đây, hai năm lịch sử thì có những th ở chỗ là nó không đụng tới được nữa, ok? Cũng giống như đây nó không đụng tới. Thì ở đây là nó cũng giống như ở đây, ok? Là nó chỉ có tuột thôi. Nhưng lên tới đây thì nó có vẻ là à, xuống lên hai ba lần rồi cuối cùng nó vỡ, nó đánh vỡ được cái vành đèn rồi nó xuống lại rồi nó lên. Thì ở chỗ này là một cái chỗ gọi là cái phần trăm bitcoin chiếm trong cộng đồng điện tử, ok? Mình đang nói thì nó cực kỳ cực kỳ tốt, ok? Vừa rồi nó có một sự hồi xuống xuống dưới 60 46 chấm cho là 47 đi ha rồi sau đó nó cũng một bên đi lên lại ok thì ngay bây giờ cái đây là cái suy đoán để <laughs> bày một cái vèo đi lên không phải là một cái vèo lúc nào nó cũng phải lên xuống lên xuống lên xuống nhưng bập bên một bên, bên nhưng mà cái xu hướng là nó nó sẽ đi lên bởi vì nhìn vô cái này dựa theo 2 năm lịch sử ok đây là một cái chỗ gọi là đắn đo rất nhiều lần để đánh vỡ cái vành đen này chứ không phải là chỉ lên một lần và chạm lên chỗ đó và bị gọi là đá nó xuống và nó đi xuống một cái bèo ok ở đây nó lên một rất là nhiều lần ở đây rất là nhiều lần ở đây nguyên cái cái chầm này ok đây là cái khung ngày và cái trend vẫn là bullish là lên ok đây là hai hai nè bạn thấy không nếu bạn vẽ một cái văn xanh ở đây lên đây ở đây nó giá nó thấp hơn ở đây ở đây nó thấp giá hơn ở đây và ở đây nó thấp giá hơn ở đây ok thì có thể là tiếp tục là nó sẽ lên tới đây Ok nhưng nó phải cần một thời gian gọi là nó ngồi lại trước reset ok xuống để chuẩn bị đổ xăng ăn uống rồi chuẩn bị bận bay ok nhưng nó bay như thế nào thì chút nữa mình sẽ chia sẻ một cách kỹ càng hơn nó có thể có một cái short rally nghe ở à, chút nữa mình chia sẻ đi nga, cho nó đơn giản ở đây cũng vậy ok đây là lower lower low đúng không nhưng mà nó rất là cao hơn nè bạn thấy không nó cao hơn nè đây. cao hơn nè ok à, macd cũng nói luôn nghe Uh, riêng cái uh, macd đi khung giờ hồi tối thì nó có một sự tăng trưởng rất mạnh nghe vừa rồi uh, ngay đây thì ngay bây giờ là cái macd nó cũng gần tới cái mũi rồi ok uh, xu hướng có thể là là những cái uh, có thể là trong cái tuần này có thể nó có thể có một sự bầy bỗng hay là qua đầu tuần tới là có một sự bầy bỗng bầy nên okay. uh, mình đang nằm ở trong cái khung 4 giờ ok uh, osi vẫn nằm trên cái vành xanh này ok là rất là tốt ok um, mac đi thì vẫn vẫn ok vẫn ok nhưng có vẻ là ngồi lại ngồi lại ok cho những giờ tới đây ok um, thì đây là cái 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 gọi là một cái xu hướng ngay bây giờ mình thấy cái trend nó thay đổi hàng giờ cái video buổi sáng của mình làm cho bạn nghe thì lúc tới tối tới chiều thì nó gọi là nó đã hết hạn rồi thì bạn nhớ nhiều lúc mình làm tới hai ba cái video cho bạn lận. À, mình biết hồi tối là trong cái video cuối cùng là 10 giờ mấy tối. Thì trong cái video đó là mình nói là cái xu hướng giá sẽ bay và bay như thế nào. Ok. Thì à, vừa trong cái video mình đang làm thì giá nó bắt đầu bay luôn rồi và mình gửi vô cho bạn lúc 10 giờ mấy tối. Nhưng mình biết có những người không coi nó tới sáng lận. Mình biết Ok, bạn cần ngủ, nghỉ ngơi và tất cả mọi thứ. Uh, thì cho những người mà gọi là nhảy vô nhảy ra dùng tín hiệu uh, thì uh, nhiều lúc mình gửi video cho bạn 2 3 giờ sáng thì lúc đó bởi vì lúc đó là cái thị trường bên Mỹ nó bay và lúc đó là làm là bạn có thể chốt đơn. Thì uh, nhớ nhiều lúc nó sẽ vô thẳng cái email và nhiều lúc nó sẽ vô thẳng cái Zalo của bạn. Thì bạn nhớ tắt những cái tín hiệu đó nếu bạn cần đi ngủ nha. Còn nếu không đi ngủ thì nhớ mở nhớ, mở, những, mở những cái tín hiệu đó lên bởi vì uh, thực sự là mình không biết là giờ nào là mình 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 làm video cho bạn. Chừng nào mình có thông tin mới là mình cập nhật. Ok, không quan trọng giờ giấc. Ok thì trước đây mình cũng đã nói về cái vấn đề đó rồi. Ngay bây giờ về cái gọi là cái cái ngắn hạn nhất đó, Ok, thì mình đang thấy nó có gọi là nó có một gọi là ABC setup. Là nó bắt đầu từ A ở trên đây nè, nó đẩy xuống bi, bi là mấy bữa nó nó xả xuống đúng không? Nó lên xong nó xả xuống đúng không? Xong bây giờ lại đang nằm ở trong cái sóng C. Và cái sóng C á thì nó lên tới đỉnh khoảng cỡ 32 32 rưỡi, 322 nghe. Ờ à, nếu nó nằm ở trên những cái con số, ok. Và cái con số ngay bây giờ bạn nên quan tâm á là khoảng cỡ 27.000. 200 250 chứ hả? Huh? 27.000 250 Ok, khoảng ở đây nè, nó cái vành, vành vành đỏ này, 27 000 27 250 Ok, nếu nó nó nằm trên được cái vành đó thì cái xu hướng là cái sóng xi nó sẽ xảy ra trước khi nó đi xuống lại. Nghe, nó xuống lại nó reset rồi, rồi rồi, tiếp tục, tiếp tục cái trend. Uhm, thì thì trước trước cái video đó thì mình nói là cái trường hợp là nó đi xuống, đúng không? Rồi sau đó là nó thay đổi bởi vì sao? Mình phải dựa theo cái giá đây là những sự đo lường, những thông tin mình gom góp cả biết bao nhiêu nguồn. Ok, nhưng mình phải cũng phải dựa theo cái giá. Nhà cái giá là cái định hướng cái thị trường nó đi đâu. Ok, tất cả giống như OSI, MACD và tất vân vân và vân vân thì nó đi sâu cái giá. Cái giá là cái dẫn đầu, cũng giống như Bitcoin dẫn đầu nguyên cộng đồng tiền điện tử. Thì mình phải đi theo cái giá. Nếu mình đang nằm ở trong cái khung 4 giờ và đây là cái Đây là những cái nến xanh Bạn thấy nó cứ bập bên, bập bên, bập bên, bập bên đi lên không Ok, thì nếu mà đây mà mình nói mà mình vẫn còn nói về cái vấn đề mà nó xuống uh, số 3, số 4, số 2 gì đó ở dưới đây nữa Thì thì nó nó là khẩu quá, ok, nó cổ lô sĩ quá, nó cái nghĩa là nó, nó hết hạn rồi Ok, nó sẽ xảy ra nhưng không phải xảy ra trong cái đợt đợt sóng này Ok, nó có thể lên trước rồi nó nó xuống lại à, uh, thì chắc uh, ở đây đi ha ok mình sẽ mở một cái màn hình này lên nghe và mình đi theo bạn cứ đi theo bạn mình ok bởi vì bạn nhìn những cái thứ khác nó sẽ rất là rối ok cho dù là mình đã xóa bớt rồi ok thì đây đây là cái trường hợp mình đang suy nghĩ về cái sóng mà còn sóng dài của nó ngay mình đang nằm trong khung ngày ok bắt đầu từ uh, 15.500 thì đây là có thể là gọi là cái sóng một này lên này sóng 2 này xuống rằng là, là vừa rồi nó xuống tới 10, 17 ngàn, 17 ngàn mấy đó Ok bây giờ nó lên lại sóng 3 rồi sau đó nó xuống xuống rồi lên lại thì nó nó đi theo sóng nha yeah. có lên và có xuống có lên và có xuống nhưng dài hạn Ok mình nói 6 tháng tới 1 năm hoặc hơn tới 2025 thì cái cái giá nó sẽ sẽ lên lên và lên nhưng trong những cái thời gian nghe yeah, những cái ngày những cái tuần những cái tháng tới đây thì nó sẽ bập bên bập bên nhưng mà dựa theo những con số thì mình vẫn chốt đơn thì đây là cái công thức cho những người góp gió thành thành bảo nha à, còn những cái người mà có một số lượng à, gọi là một số tiền lớn để đầu tư lúc, lúc ban đầu thì à, bạn đừng quan tâm gì hết bạn cũng không cần kia à, 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 gọi là trả tiền để mua tín hiệu là bất cứ gì đó bạn cứ thấy nó xuống vài ngàn đô là cứ mua vô ok mua vô và giữ giữ lâu dài ok giữ lâu dài ok, okay vậy à, thì nó đang lên tới đây nghe vừa rồi nó xuống, xong bây giờ là, là cái sóng là sóng sóng đi lên, nhưng cuối cùng lại lại quay đầu đi đi xuống kế tiếp, ok ngắn hạn, ok đây là cái khung bốn giờ, ok à, thì nói lại chút xíu là vừa rồi là cái vành xanh này đúng không? thì mình cho bạn lại cái tín, cái tín hiệu đâu đây để bạn có thể bắt để điều chỉnh lên, ok điều chỉnh lên, à, điều tại sao mình không cắn nó ngay đây, ok tại sao mình không cao mua liền ngay đây, ok biết là vừa rồi trong cái phát trực tuyến là mình kêu bạn mua, nhưng riêng mình Ok, bởi vì mình cái thông tin của mình chia sẻ nó mình muốn cái sự chính xác nó cao hơn. Ok, bởi vì đây là cái tín hiệu đầu tiên thì mình mua ở cái tín hiệu thứ hai, thà mình ăn ít thôi chứ không có ăn ăn nhiều nhưng nhưng sợ sai tín hiệu. Ok, bởi vì cái trend nó có thể thay đổi bất lúc nào, bất cứ lúc nào. Ok. Đây là cái khung giờ. Ok, vừa rồi là những cái con số mà mình chia sẻ với nhau. Ok. Thì cái vành xanh này thì rõ ràng trước cái video trước mình cũng đã nói rồi. Nó ngừng tại đó bởi vì nó nó nằm ở trên cái vành xanh từ 31.000 ok kéo xuống xuống 30.000 ok nó lên đúng cái khu vực đó là nó nó ngừng chân rồi nó hồi lại ok thì là cái sự hồi nó đây ok và sau khi hồi á, nó đi một cái vèo xuống rồi bập bể đi lên lại ok chỗ này thì chuyện gì đã xảy ra thì bạn cũng đã biết rồi quay lại cái video hồi hôm qua hôm qua trong cái học thư của bạn đã coi ok cái sự mà đẩy lên ok ok để để xử lý những cái lệnh short rồi sau đó là đẩy xuống để xử lý những cái lệnh lon rồi bây giờ bật biển đi lên lại thì hồi tối 10 giờ tối uh, mình cho bạn cái tín hiệu là cái tín hiệu đầu tiên là ở đây nè ok là đỏ là nếu mà nó lên được tới đây ok là cái tín hiệu đầu tiên và lên tới đây là cái tín hiệu cần phá để cái trend này nó bắt đầu đi lên luôn á gặp những cái con số hồi nãy mình chia sẻ là đây ok 30.200, 30.500, 31.000, 32, 32.000 hoặc hơn. Ok. Thì nó phải phá vỡ cái vành xanh này ok và nằm trên cái vành xanh ok và vừa rồi nó lên đúng được ok đầu tiên là nó đánh vỡ cái cái gọi là cái target cái đầu tiên nghe yeah? cái cái tín hiệu đầu tiên sau đó nó đánh được đánh vỡ được cái tín hiệu thứ hai yeah? nghe tín hiệu thứ hai nhưng nó không qua vành xanh để để tiếp tục cái cái trend và vừa rồi nó đi đi gọi là đi xuống lại thì ngay bây giờ mình đang thấy á, là nó giống như là tạo đang tạo một cái hình hình tam giác nghe yeah? nếu bằng vẽ một cái trend ở đây và một ở đây thì nó có vẻ là đang tạo một cái hình tam giác nghe và có thể nghe có thể là tới thì mình vẽ luôn đi ha à, mình đổi màu đi ha mình à, thấy nó đang vẽ một cái hình tam giác nhưng uh, gọi là cái signal đầu tiên vẫn vậy, ok là vừa rồi là nó có lên, nó đánh vỡ cái điểm điểm này đầu tiên, ha, rồi nó lên trên đây nó đánh vỡ cái cái cái, cái signal đầu tiên, cái signal thứ hai, nhưng có vẻ là hồi lại và bây giờ nó đang tạo ra gọi là một cái hình tam giác thì uh, thì thì chuyện gì sẽ xảy ra, ok uh, giá sẽ đi đâu, ok nếu nó bập bên đi lên là cắn cây cái, cái vành xanh mà nằm trên cái vành xanh thì mình nghĩ là cái xu hướng là là lên lên và lên và những con số thì là những con số này. Ok để đặt lệnh. Ok, um. okay. nhớ là ngay bây giờ là cái trend nó hiện tại ngay bây giờ mình đang nói hiện tại một giờ ba phút ngay bây giờ là cái trend là bật đi lên. Ok bởi vì những cái giờ vừa qua, ok dựa theo những cái gì mình thấy á là cái trend này rất là mạnh. Ok ngắn hạn nhưng ngắn hạn có nghĩa là ngắn hạn là để lên ok để đớp được một cái kháng cự ngay bây giờ cái kháng cự mà mình hai cái con số mà mình mình cần bạn quan, muốn bạn quan tâm á để đâu rồi ok là đây là 30.200 nó có thể dừng chân ở 30.200 hoặc 32.000 ok hai cái con số này là hai con số quan trọng hơn hai con số chính giữa nữa ok hai con số chính giữa nữa 30.200 hoặc 32.200 ok thì có thể là xả ra chút xíu ở đây và có thể là xả ra chút xíu ở đây, ok. Um, nếu nếu cho những người mà đã thu gom vô uh, dựa theo những cái tín hiệu vừa rồi, ok. Um, ngoài ra uh, ngay bây giờ gọi là cái trend này cực cực kỳ khó chơi, nghe? cái sự mà đẩy đưa của uh, như là market maker đẩy lên, xong rửa xuống, ok. rồi gọi là bập bên đi lên lại, ok. thì nó rất là khó chơi và mình sẽ dự theo nó mình sẽ dự theo nó mình sẽ chơi theo họ nghe mình sẽ chơi theo họ để mình thắng cho mình không có thay đổi được cái thị trường ok mình sẽ chơi theo họ ok thì rất là cẩn thận nhớ là vô lệnh thì vô một phần trăm nào nho nhỏ thôi chứ không vô vô hết ok và chuyện đó mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn rất là nhiều lần rồi cho à, một phần năm hay là một phần mười tài sản của bạn chứ không vô hết okay. Uh, thì uh, nhắc lại thêm một lần nữa nếu nó vẫn còn nằm cái, okay, okay, những cái giờ tới đây nghe những giờ tới đây nếu mà nó vẫn còn nằm ở trên cái cái 27.250 thì là xu hướng là vẫn là lên 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 là nhiều hơn ngắn hạn rồi sau đó mới mới có tình trạng uh, cái sóng hồi sóng hồi ok sóng hồi là cái sóng mà nếu mà nó hồi lại thì là nó hồi đi đâu ok dựa theo cái điểm lên của nó ok nếu mà nó lên được. Ok, sóng kỳ này nó lên được 32.200 và nó nằm ở trên đó. Ok, nằm ở trên đó. Uh, rồi nó rồi nó đi xuống lại á, thì nó sẽ ít hơn, nó không có sâu hơn nếu nó chỉ lên tới 30.200 thôi. Ok. À Như vậy là một cái hình nằm dạng. Ok, <laughs> hình nằm dạng. Ok. Um, thì đây vẫn là cái tín hiệu tín hiệu đầu tiên thì hồi tối hôm qua nó đã cắn rồi. Ok. Thì cái tín hiệu thứ hai là mình cần nó qua bấm à, bên đi qua cái cái vành vành xăng à, vành xanh này của mình ok được rồi sau đó là có thể nằm ở trên đó một thời gian dài để mình có nghĩa là mua vô từ từ để mình đu đỉnh lên tới 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 con số kế tiếp là 30 200 30 30 500 000 và 32 200 ok à, trước khi trước khi nó hồi lại ok sóng hồi sẽ còn bởi vì sao à, để mình zoom ra chút xíu riêng mình thấy nghe riêng mình cảm giác cũng giống như trước đây nó tới đây thôi nè là nó ngừng là mình đã nói rằng á, cái nó phải cần một thời gian xuống hồi thêm chút xíu nữa ok vừa rồi cái, cái đợt hồi này nó cũng đã gọi là nó xuống tới mười mấy phần trăm ở đây nó cũng xuống tới được mười mấy phần trăm rồi ok nhưng cái điểm này nó xuống tới hai mươi mấy phần trăm ok um, thì dựa theo lúc đó ok coi từ osi nó nằm đâu trong cái khung giờ uh, khung ngày ok nếu mà osi mà nó lên nghe nó lên mà nó lên nhưng mà osi vẫn còn còn thấp thì rất là tốt nhưng mà RSI mà nó đã gọi là nó nằm ở ở trên 70 rồi đó thì nó phải cần cần cái sự hồi lại để nó bơm lên thêm. Những con số là giống như 45, 35, 45. Ok thì 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 nó cái RSI phải cần cần ngồi lại thì tới lúc đó ok mình nhìn cái thị trường nó như thế nào thì mình sẽ cho bạn những cái tín hiệu để để chốt đơn. riêng bây giờ đúng không? Hai con số là đây, nằm trên đây. Ok, 27.000, 200 mấy là cái xu hướng là vẫn đi lên. Ok. Um, những cái Uh, vừa rồi nghe là nó đã nói cho bạn một cái câu chuyện là khá là khá là mạnh ok và cho bạn cho những bạn nào chưa có coi cái video hồi tối hôm qua uh, 10 giờ mấy thì nên quay lại coi ok uh, trước khi mình gửi cho bạn một cái video thì mình sẽ nhắn nó ở trên cái nền tảng này ok nó là twitter twitter ok là twitter ok và bạn có thể tìm mình ở đây với cái tên này ok đen tiền ở trên đây một ngày mình đăng biết bao nhiêu cái tin ok À, đầy đầy giá trị nghe, liên quan với tiền điện tử và kinh tế nước à, thế giới. OK? Thì bạn có thể đăng ký cái kênh này. À, ngoài ra, bạn muốn biết sự thật chuyện gì đang xảy ra trên toàn thế giới thì đăng ký Twitter, à, cái nền tảng Elon Musk mua nó với 44 tỷ đô la à, cho bạn họ sử dụng một cách miễn phí. Cho những bạn mới à, nhớ sau khi bạn coi những cái video mà cô nhân viên gửi cho bạn á, thì bạn cũng phải lên nghe coi lại những cái gọi là cái phát trực tuyến có thể bắt đầu từ cái 4 tiếng 55 phút ok à, và tiếp tục tiếp tục coi để nó gọi là nó có một cái chiều sâu và tạo cho bạn một cái niềm tin về về bitcoin ok bởi vì à, chỉ có niềm tin thôi thì lúc mà giá nó xuống á, thì bạn thu gom vô thêm cho bạn không có không có chạy ok video ok sau đó là coi những cái video video về về bitcoin à, trong đây có nói có những cái video về tư duy tư vấn doanh nghiệp và vân 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 nhưng à, nếu bạn chỉ quan tâm về bitcoin thì chỉ chọn lựa ra những cái video về bitcoin Ok um, Vậy thôi Ok Mình tên là Daniel Tới từ Tiên Academy Kênh về đầu tư Bitcoin Hay nhất tại Việt Nam Xin chào mọi người